Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ luật năm 2021, tức sau 2 năm kể từ khi nhận bằng cử nhân luật tại chức năm 2019. Mặc dù Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã có báo cáo về quá trình đào tạo tiến sĩ đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, tuy nhiên có nhiều ý kiến thắc mắc vị này lấy bằng tiến sĩ bằng cách nào, vì sao chỉ trong 2 năm 3 tháng sau khi tốt nghiệp đại học mà đã có bằng tiến sĩ. Trong khi đó, Trường Đại học Luật Hà Nội lại không có quy định rút ngắn thời gian. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trường Đại học Luật Hà Nội không có quy định về việc rút ngắn thời gian đào tạo tiến sĩ. Trao đổi với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, cho biết vị này nhận bằng cử nhân luật tại chức loại giỏi, đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ, theo quy định tại thông tư số 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặc dù vậy, theo quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành tháng 1 năm 2019, thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung, đối với người có bằng đại học là 4 năm tập trung liên tục. Về thời gian đào tạo, theo Điều 35 Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Điều 38 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và quyết định số 1981 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư số 08 năm 2017, thì thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là tương đương 3-4 năm học tập trung, tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học. Trong trường hợp đặc biệt thì thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét quyết định cho phép nghiên cứu sinh được rút ngắn thời gian học tập nếu nghiên cứu sinh hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo theo quy định của quy chế. Về sau này, thông tư 18 năm 2021 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021, thay thế cho thông tư 08 năm 2017 có quy định rõ hơn về thời gian rút ngắn. Cụ thể, nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 1 năm, tính từ ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành các thủ tục trình luận án cho cơ sở đào tạo. Việc tổ chức đào tạo đối với những khóa đã tuyển sinh trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 thì thực hiện theo thông tư số 08 năm 2017. Như vậy, những trường hợp đào tạo trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 thì sẽ áp dụng theo thông tư số 08 năm 2017. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện tương đương 3-4 năm học tập trung. Trường hợp đặc biệt thì được rút ngắn thời gian đào tạo. Việc rút ngắn trong thời gian bao lâu thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ sở đào tạo và không có quy định định lượng cụ thể. Những khóa học từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 trở đi, nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa, không quá 1 năm tính từ ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành các thủ tục trình luận án cho cơ sở đào tạo, luật sư Hoàng cho hay. Quá trình dự tuyển, tiếp nhận, đào tạo Thượng tọa Thích Chân Quang theo đúng quy định. Liên quan đến quá trình đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, căn cứ trên luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018, quyết định số 1981 ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, thông tư số 08 năm 2017, ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 4 tháng 4 năm 2017, và quyết định số 261 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, nhà trường ra thông báo tuyển sinh số 2190 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019. Theo đó, người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải có một trong các văn bằng sau đây: bằng thạc sĩ luật học đúng ngành hoặc khác ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh có bằng thạc sĩ luật học khác ngành đăng ký dự tuyển, thì sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển. Bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên,
do các trường đại học trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế cấp. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, trường có thêm thông báo số 3679 trên TB-DHLHN về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 để phù hợp với quyết định số 261. Theo Trường Đại học Luật Hà Nội, khoảng 1 điều 5, thông tư 08 năm 2017 quy định người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. Điều 6 quyết định số 261 cũng quy định người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành luật loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ luật. Như vậy, áp dụng với trường hợp của ông Thích Chân Quang, học viên Vương Tấn Việt là đủ điều kiện được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cùng với đó, Điều 5 thông tư 08 năm 2017 và Điều 6 quyết định 261 cũng quy định những điều kiện khác đối với người dự xét tuyển nghiên cứu sinh. Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, ngoài việc có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật loại giỏi, ông Thích Chân Quang là tác giả một báo cáo khoa học in trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện năm 2017, có năng lực ngoại ngữ bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh. Sau đó, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, ông Thích Chân Quang đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, gồm 43 tín chỉ các học phần thuộc ngành, chuyên ngành trên tổng số 60 tín, được miễn luận văn 12 tín chỉ và ngoại ngữ 5 tín chỉ theo quy định của điểm B khoản 3, điều 3, thông tư 08 năm 2017. Năm 2020 đến năm 2021, nghiên cứu sinh hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ. Đồng thời, ông Thích Chân Quang đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký, đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn. Ông Thích Chân Quang cũng đã hoàn thành bảo vệ chuyên đề tổng quan 3 chuyên đề luận án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021 đã hoàn thành góp ý luận án tiến sĩ ở bộ môn. Ngày 20-24 tháng 1 năm 2022, nghiên cứu sinh nộp luận án vào Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Quốc gia. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ theo quyết định 1141 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Như vậy, tổng thời gian đào tạo của ông Thích Chân Quang kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng, là đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của thông tư 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định 261 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang là vô cùng đặc biệt. Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ, nhiều chuyên gia cho hay thực tế cũng có không ít người tốt nghiệp đại học được học thẳng lên tiến sĩ. Họ đều là những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học chính quy. Còn đối với trường hợp sinh viên tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học tại chức cũ, được học thẳng lên tiến sĩ là rất hiếm ở hầu hết các trường đại học trên cả nước. Do vậy, trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang là vô cùng đặc biệt. Nếu thực hiện đúng quy chế đào tạo tiến sĩ, cũng như quy định của chính Trường Đại học Luật Hà Nội thời điểm năm 2019, đối với cử nhân học thẳng lên tiến sĩ, phải học tập trung 48 tháng. Những nghiên cứu sinh này nếu học xuất sắc được hiệu trưởng cho phép rút ngắn thời gian học, thì cũng phải học ít nhất 36 tháng. Như vậy, Thượng tọa Thích Chân Quang trúng tuyển nghiên cứu sinh luật vào tháng 11 năm 2019, đến lúc nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ tháng 4 năm 2022 là chưa đủ 36 tháng. Trường Đại học Luật Hà Nội cần ra soát kỹ lại các thông tin liên quan để có lời giải thích hợp lý. Nếu trường không có lời giải thích thuyết phục, chỉ riêng về thời gian đào tạo đối với trường hợp này, thì trường đã sai quy chế đào tạo tiến sĩ, một chuyên gia khẳng định. Trong khi đó, Phó Hiệu trưởng một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây từng học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ cho hay, theo quy chế, người tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, không phân biệt hệ đào tạo, được học thẳng lên tiến sĩ. Những người học thẳng từ đại học lên tiến sĩ bên cạnh tốt nghiệp loại giỏi trở lên thường có bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành được tính điểm. Các nghiên cứu sinh này thường học tập rất vất vả do phải học lại toàn bộ kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển.
sau đó mới làm luận án và bảo vệ các chuyên đề trong luận án. Cùng lúc học nhiều chuyên đề, thi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ cấp khoa, phản biện kính, bảo vệ cấp trường, v.v. Một số nghiên cứu sinh xuất sắc với các bài báo quốc tế có thể hoàn thành đúng tiến độ đào tạo trong 4 năm, được xem là rất siêu rồi. Bản thân tôi phải học hết thời gian đào tạo kéo dài cho phép, theo quy định, mới tốt nghiệp tiến sĩ, tức là hơn 7 năm. Ông Thích Chân Quang được đối xử đào tạo bình thường như các học viên khác. Liên quan đến những ồn ào trong vụ Thượng tọa Thích Chân Quang lấy bằng tiến sĩ trong 2 năm, Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, người chủ trì Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, đã đưa ra nhiều thông tin quan trọng. Theo ông Hòa, Thượng tọa Thích Chân Quang đã nhận bằng cử nhân luật tại chức loại giỏi. Đây là điều kiện tiên quyết để ông có thể học thẳng lên tiến sĩ, theo quy định tại Thông tư 08 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này cho phép những người tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên có thể học trực tiếp lên bậc tiến sĩ mà không cần phải trải qua bậc thạc sĩ. Với điều kiện, họ phải hoàn thành các phần kiến thức tương ứng của chương trình thạc sĩ trong quá trình học tiến sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa nhấn mạnh rằng, toàn bộ quá trình đào tạo và công nhận trình độ tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang đã được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các bước quy định trong Thông tư 08 năm 2017. Cụ thể, trong quá trình học tiến sĩ ngành luật, hiến pháp, hành chính, Thượng tọa Thích Chân Quang đã phải học đầy đủ chương trình thạc sĩ tương ứng của ngành này. Việc này đảm bảo rằng nghiên cứu sinh không chỉ nắm vững các kiến thức cơ bản mà còn có đủ năng lực để tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực mình chọn. Một điểm đáng chú ý trong trường hợp này là Thượng tọa Thích Chân Quang đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ trước thời hạn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tối đa để hoàn thành chương trình tiến sĩ là 4 năm, nhưng học viên có thể hoàn thành trước thời hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa xác nhận rằng Thượng tọa Thích Chân Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào tháng 12 năm 2021 sau khi hoàn tất các yêu cầu của chương trình đào tạo. Đối xử công bằng trong quá trình đào tạo. Một khía cạnh quan trọng khác được Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa đề cập là việc đối xử công bằng đối với các học viên, bao gồm cả những người hoạt động tôn giáo. Ông Hòa nhấn mạnh rằng, trong quá trình giảng dạy và đào tạo chương trình tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội có nhiều học viên là người hoạt động tôn giáo và họ được đối xử như những học viên bình thường, không có bất kỳ sự khác biệt nào về góc độ khoa học và học thuật. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đào tạo, khẳng định rằng tất cả các nghiên cứu sinh đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật như nhau. Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, Trường Đại học Luật Hà Nội đã chủ động ra soát toàn bộ quá trình đào tạo và thông tin liên quan đến trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang. Phó giáo sư tiến sĩ Tô Văn Hòa cho biết, trường đang hoàn tất việc rà soát thông tin, văn bản để có thể cung cấp đầy đủ và minh bạch cho báo chí và những người quan tâm. Điều này nhằm đảm bảo sự rõ ràng và công khai, đồng thời khẳng định tính chính xác và hợp pháp của quá trình đào tạo và công nhận bằng cấp của Thượng tọa Thích Chân Quang. Trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang không chỉ thu hút sự quan tâm vì tốc độ hoàn thành chương trình tiến sĩ, mà còn vì sự đặc biệt của người học, một thượng tọa Phật giáo. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra từ việc hoài nghi về tính hợp pháp của quá trình đào tạo đến những lời khen ngợi về nỗ lực và thành tích học tập của ông. Dù vẫn còn nhiều sự tranh cãi và bất đồng quan điểm từ dư luận, việc Thượng tọa Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ đã được giải thích và công nhận là tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc này cũng cho thấy sự phân định rõ ràng giữa những lời đồn đoán và những sự thật khoa học trong việc học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Những phát ngôn gây tranh cãi của Thượng tọa Thích Chân Quang. Trước khi những ồn ào về bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang làm nóng dư luận, cộng đồng Phật tử cũng như người dân yêu mến Đạo Phật đã tỏ thái độ bức xúc về một số phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu. Đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề, ở nhiều đạo tràng, thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hay không được thờ Phật khi ở chung cư. Chẳng hạn, Thượng tọa Thích Chân Quang nói, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Theo lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường,
tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc ma đói mà còn không được nói, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Ngành cà phê đem lại hàng tỷ đô la mỗi năm cũng bị kết tội. Dịch vụ karaoke giải trí cũng thế. Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng, bởi vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ thì sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình. Cho nên những ai đang trồng và bán cà phê là sẽ mang nghiệp rất nặng. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định, những phát ngôn này hoàn toàn đi ngược với chủ trương phát triển kinh tế lành mạnh của đất nước, nên thực sự rất độc hại. Nếu người nghe hiểu lầm những lời đó chính là đạo pháp, là phù hợp với tư tưởng của Đức Phật, rồi đưa vào tâm niệm và thực hành, thì hậu quả không thể đo lường. Bên cạnh đó, vị này còn cổ suý cho việc giải hạn, cầu tài lộc bằng cách cúng dường, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự hoang mang và bức xúc trước những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang. Liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo Giác Ngộ, ngày 7 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo về việc này. Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội bị dư luận cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Thượng tọa Thích Chân Quang đã gây nhiều tranh cãi với các lý giải về nhân quả và nghiệp báo. Chẳng hạn, ông cho rằng việc nằm võng có thể tiêu diệt hết công đức của chúng sinh do hành động này tạo nên nghiệp xấu. Điều này không chỉ gây sốc mà còn khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, vì võng là một vật dụng rất phổ biến và thông dụng trong đời sống người Việt. Ông cũng tuyên bố rằng những người hát karaoke có nguy cơ chết làm ma câm, vì giọng nói dùng để hát karaoke sẽ dẫn tới nghiệp xấu. Những lời giảng như vậy không chỉ phi lý mà còn đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của Phật giáo về nhân quả, gây nên sự bức xúc và phản đối trong cộng đồng Phật tử. Việc chỉ trích ngành cà phê, một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, cũng như dịch vụ karaoke, một hình thức giải trí phổ biến, đã khiến dư luận phẫn nộ. Thượng tọa Thích Chân Quang cho rằng, những người trồng cà phê sẽ mang nghiệp nặng vì cà phê gây mất ngủ cho người uống. Đây là một nhận định không có cơ sở khoa học và hoàn toàn phi lý, gây tổn hại đến hình ảnh của ngành cà phê, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của những người nông dân chân chất. Thượng tọa Thích Chân Quang còn bị chỉ trích vì cổ suý cho việc cúng dường, cầu tài lộc, khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa để giải hạn. Những hành động này đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo là tu tâm dưỡng tính, từ bi và trí tuệ. Sự thúc đẩy việc cúng dường và giải hạn đã khiến nhiều Phật tử hoang mang và bức xúc, tạo nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Sự can thiệp của Ban Tôn giáo Chính phủ xuất phát từ sự cần thiết phải bảo vệ giáo lý Phật giáo và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực từ các phát ngôn sai lệch. Những lời giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang không chỉ làm mất uy tín của Phật giáo, mà còn có nguy cơ gây hiểu lầm và làm sai lệch quan niệm của người dân về Đạo Phật. Việc Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thẩm tra, rà soát và xác minh các phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang nhằm đảm bảo rằng những hành vi, lời nói không đúng với giáo lý Phật giáo sẽ bị xử lý nghiêm minh. Điều này không chỉ bảo vệ uy tín của Phật giáo, mà còn góp phần giữ gìn và phát triển nền tôn giáo lành mạnh, tránh xa những hiểu lầm và lạm dụng tín ngưỡng. Nhìn lại vụ Thượng tọa Thích Chân Quang tự ý sửa giới cấm. Theo thông báo của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, vừa qua Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân, cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội, phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Ngoài ra, Thượng tọa Thích Chân Quang đã tự ý sửa đổi giới, không được tà dâm, thành, giới, không phản bội, trong ngũ giới, gây xôn xao cộng đồng Phật tử và dư luận.
Từ đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang. Không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang đang bị dư luận phản ánh. Theo thông tin từ báo Giác Ngộ, những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội của Thượng tọa Thích Chân Quang được cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam Bảo của Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị rà soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Giữa tháng 5 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, việc này Giáo hội đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo, làm hoang mang xã hội không đúng với tôn chỉ. Thượng tọa Thích Đức Thiện xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đã tập hợp thông tin xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan vấn đề trên. Tới đây, Giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Cũng theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni, Phật tử và mọi người trong xã hội, bày tỏ niềm tin, thực hành giáo pháp, kính ngưỡng, phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế, cũng như phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như quyền bày tỏ niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người. Đồng thời, giáo hội có trách nhiệm xử lý các tổ chức cá nhân có những phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!